bác xem nhá, đây là quả súp 3G. Đấy, hàng mới Trung Quốc. Chuẩn nhá. Rất là hay. Giá thì các bác biết rồi, em bán xuất xỉ 8 triệu. Cực chất bát 40 súp điện. Rất hay các bác nhá. Đây em đang test thử một quả súp và một chiếc loa bầu của Loa Lời thôi. Đấy các bác nhá. Đây là hàng mới. Đấy, nói rõ các bác. Còn đây là hàng bãi này. Đây là hàng bãi các bác nhá. Đây là JBL hàng bãi, hàng em chưa dọn, chưa lau. Đấy. Còn đây là 3G Trung Quốc mới cứng. Đấy, các bác mua rất là nhiều cái quả súp này. Và em nói rõ, không giấu giếm gì các bác nhá, rất rõ ràng. Và cũng chia sẻ các bác luôn, nó trên thị trường cái súp điện 40 thì chưa một con súp nào để qua mặt được con này. Kể cả những hàng bãi em bán, hàng bãi kiểu hàng bãi xịn Trung Quốc ấy, chưa một con nào qua mặt được con súp 3G này. Đấy. Và đặc biệt là con này nó có đặc điểm này, gọn này, và độ bền thì em chưa thấy con nào bị lỗi. Đấy. Cái kích thước của nó rất yêu thích, là cực gọn, bát 40 nhưng cực gọn. Còn nước sang bên này, đây là con JBL. Mà chẳng phải JBL, nó tên cái gì toàn móc ngược ấy. Đấy gọi là JBL đây. Người ta giới thiệu là Mỹ nhưng em nói đây gọi là Made in Hưng Yên. Đó. Và nhá, đây này, cũng bát 40 nhưng nó to đùng, to hơn luôn này. Nhưng mà đánh thì không chấp nhận được, nhưng mà rất là rẻ tiền. Các bác nhu cầu alo em. Quan điểm bên em là lúc sáng là em cũng phải thu lại cái hậu quả các bác mua một số nơi, mua những cặp loa khá nhiều tiền nhưng mà bị nghĩa là với cái chất lượng của nó không bằng 1/2 những cái cặp loa xịn hàng bãi hoặc những hàng xịn này. Đấy, các bác cứ theo dõi nhiều các bác sẽ hiểu, em cũng nói ngắn gọn thế thôi. Trân trọng cảm ơn các bác. Và trưa nhá, hôm nay bây giờ đang 12:30 rồi, à 1 giờ các bác. Đồng hồ em ấy đang bị hết pin thì đấy, nhìn kia từ 12:30 là nó là 1 giờ. À, các bác khách này. Đấy. Các bác đến từ Bắc Linh này, bác Thái Nguyên. Đấy, đến với em. Cảm ơn các bác nha.